Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Hà Phan Văn của mình. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách để mà chúng ta có thể là xóa cái lịch sử tìm kiếm của các bạn ở trên Facebook, bao gồm những cái như là cái bài viết nè, cái lịch sử tìm kiếm của bạn nè, những cái bài like hoặc là những cái bình luận của các bạn ở trên Facebook. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái cách để mà các bạn có thể xóa hoặc là nó đi để cho người khác không có biết được cái lịch sử tìm kiếm của các bạn ở trên Facebook nha. Thì để làm điều này rất là đơn giản luôn, các bạn hãy mở cái ứng dụng Facebook của bạn ở trên điện thoại lên nha. Sau khi mà các bạn mở cái ứng dụng Facebook của bạn ở trên điện thoại lên xong thì các bạn hãy chạm vào cái nút dấu ba gạch ngang ở phía trên góc bên phải nè. Các bạn hãy chạm vào cái nút ba gạch ngang ở phía trên góc bên phải nè. Sau khi mà chạm vào cái nút ba gạch ngang ở phía trên góc bên phải này xong, các bạn kéo từ từ xuống phía dưới và các bạn chạm vào cái chữ đó là cài đặt vào quyền riêng tư cho mình nha. Các bạn chạm vào chữ cài đặt vào quyền riêng tư. Sau khi mà chạm vào chữ cài đặt và quyền riêng tư này xong, các bạn chạm tiếp vào chữ cài đặt giùm cho mình nha. Sau khi mà chạm vào chữ cài đặt này xong thì các bạn kéo từ từ xuống phía dưới. Các bạn kéo từ từ xuống phía dưới và các bạn tìm đến cái mục đó là nhật ký hoạt động giùm cho mình nè. Ở cái mục là thông tin của bạn trên Facebook nè, các bạn chạm vào chữ là nhật ký hoạt động nè. Sau khi mà chạm vào cái chữ nhật ký hoạt động này xong thì nó sẽ hiển thị ra đây cái những cái gần nhất mà gồm có những cái bài thích của các bạn ở trên Facebook nè. Bài thích và bài bình luận gần nhất của các bạn trên Facebook nè. Và các bạn muốn xóa cái lịch sử của bạn thì các bạn chạm vào cái chữ đó là bộ lọc ở phía trên góc bên trái nè. Bạn chạm vào chữ bộ lọc nè. Sau khi mà chạm vào chữ bộ lọc này xong, ở phía dưới cùng này của bạn sẽ có chữ là hạng mục nè. Các bạn chạm vào cái chữ tất cả dùm cho mình nha. Các bạn chạm vào chữ tất cả thì khi này ở đây nó sẽ hiển thị ra những cái mà các bạn đã, cái lịch sử của các bạn bao gồm có bài viết nè, hoạt động gắn thẻ nè, tương tác nè, rồi trang cá nhân nè, là những cái trang mà các bạn đã xem chẳng hạn. Rồi bây giờ các bạn muốn xóa cái lịch sử tìm kiếm thì các bạn kéo ở cái phần là hành động đã ghi lại và hoạt động khác nè, các bạn chạm vào cái phần ở dưới cùng này và các bạn chạm vào nút dấu có mũi tên ở góc bên phải nè. Rồi thì khi đó nó sẽ sổ ra và các bạn sẽ có là lịch sử tìm kiếm nè, video mà các bạn đã xem nó cũng hết ra luôn, và cái video mà bạn đã tìm kiếm nó cũng hết ra luôn đó. Đó là những cái lịch sử mà các bạn muốn xóa thì các bạn chạm vào đó. Và bây giờ mình sẽ chạm vào cái phần là lịch sử tìm kiếm nè. Thì ở đây nó sẽ hiện ra những cái mà mình đã tìm kiếm ở trên Facebook đó. Thì các bạn sẽ kiểm tra được ở trên Facebook là có thể là các bạn sẽ kiểm tra được người yêu hoặc là vợ của bạn hoặc chồng của bạn sẽ đã tìm kiếm gì trên Facebook. Còn nếu như mà các bạn không muốn cho người ta biết thì các bạn chạm vào cái chữ là ở chỗ phần lịch sử tìm kiếm này, các bạn chạm vào chữ xóa tìm kiếm cho mình nha. Xóa tìm kiếm nè. Rồi ở cái phần bộ lọc nè, các bạn có thể là tìm được những cái là tương tác như phần thích nè. Thì khi mà các bạn chạm vào cái chữ tất cả này thì nó sẽ hiển thị ra tất cả những cái bài mà các bạn đã thích ở trong cái thời gian vừa qua đó, nó sẽ hiện ra hết luôn. Nếu như mà muốn xóa thì các bạn sẽ chạm vào từng cái, vào cái nút mà ba dấu gạch ngang, ba chấm ở phía góc bên phải nè, các bạn chạm vào chữ bỏ thích thì mới được nha. Thì vừa rồi mình đã giới thiệu xong cho các bạn cái cách để mà các bạn có thể là xóa cái lịch sử tìm kiếm của các bạn ở trên Facebook. Đến đây là hết. Nếu thấy cái video này của mình hay thì các bạn đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và xem thêm video mới để ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác hay hơn.